Quý vị các bạn thân mến, nhạc hiệu quen thuộc của chuyên mục Điểm Báo đã vang lên và bây giờ là lúc mà Mạnh Thắng và Phương Thảo sẽ dành thời gian để cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những thông tin đáng chú ý sẽ được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay. Vâng, không biết là trong dòng thông tin báo chí mà chúng ta đã được đọc sớm thì không biết là chị Phương Thảo sẽ quan tâm đến thông tin nào ạ? có lẽ là thông tin mà chúng ta quan tâm trong thời điểm này đó là sau Tết nguyên đán kia mà các con có thể là được quay trở lại trường học à. thì bố mẹ cũng như là ngành giáo dục có những sự quan tâm như thế nào thì lúc này chúng tôi cũng xin được gửi đến cho quý vị một thông tin ở trên trang 12 của báo Đại đoàn kết có bài báo là chuẩn bị đón học sinh trở lại đảm bảo an toàn trong mọi tình huống xin mời quý vị cùng theo dõi theo đó, để chuẩn bị đón học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, cuối tuần qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức diễn tập về công tác này tại trường trung học cơ sở giảng võ. Tham gia hoạt động này có lãnh đạo các quận, huyện và nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Trong khi Hà Nội dự kiến cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường sau khi Tết Nguyên đáng, thì thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ cho cả trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại các trường đại học tại thành phố hồ chí minh và hà nội cũng đã lên kế hoạch cho sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau tết. trước đó tại hội thảo trực tuyến với 63 tỉnh thành phố vừa được tổ chức, bộ giáo dục và đào tạo và bộ y tế cũng đều thống nhất rằng đã có đủ cơ sở để quyết tâm cho học sinh trở lại trường sau dịp nghỉ tết. báo cáo của bộ giáo dục đào tạo tính đến ngày 15 tháng 1, số học sinh từ 12 đến 17 tuổi tiêm một mũi vaccine đã đạt trên 90% số tiêm đủ 2 mũi đạt trên 72%, số cán bộ giáo viên tiêm đủ 2 mũi đạt trên 82%. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, tỷ lệ phủ vaccine này đã đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị kế hoạch tiếp tục tiêm cho trẻ em từ độ tuổi 5 đến 11 tuổi. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để tính toán mở cửa trường học. Theo ông Nguyễn Trường Sơn, cho học sinh trở lại trường sau Tết là hợp lý vì các hoạt động xã hội đều trở lại bình thường. Học sinh cũng theo cha mẹ đi chơi ra hoàn quán rồi. Vậy thì không có lý do gì để các em trở ở nhà học trực tuyến. Vâng thưa quý vị, các bạn cũng liên quan đến vấn đề giáo dục nhưng đó là vấn đề về thu hút nhân tài. Mặc dù là tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều trường đại học đã khởi động mùa tuyển sinh năm 2022. Đáng chú ý là năm nay để thu hút nhân tài thì các trường đã dành nhiều chỉ tiêu phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và công bố mức học bổng khủng lên đến hàng chục tỷ đồng. Ở trên trang 3 của báo Lao động số ra ngày hôm nay ghi nhận vấn đề này qua bài viết Tuyển sinh 2022 mạnh tay chi học bổng hàng chục tỷ đồng để hút nhân tài. Theo đó thì năm học 2022, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ dành 36 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên, trong đó có cả tân sinh viên khóa tới. Trong khi đó, năm 2022, Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đưa ra chính sách học bổng tài năng với tổng giá trị lên đến 36 triệu đồng, 36 tỷ đồng. Đặc biệt với ngành mũi nhọn là khối ngành sức khỏe, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đại học đầu tiên cấp học bổng lời thề ngành y. Còn trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố tất cả các sinh viên trúng tuyển tại trường đều nhận được học bổng trị giá 3 triệu đồng. Đáng chú ý nhà trường sẽ dành 20 suất học bổng 100% học phí toàn khóa trị giá 3 tỷ đồng cho các em sinh viên mồ côi cả cha và mẹ do đại dịch Covid-19, tặng học bổng cho 2.000 sinh viên nhập học trước ngày 5 tháng 8 năm 2022. Ngoài việc đưa ra các suất học bổng hấp dẫn, điểm mới của năm nay là các trường đại học mở rộng hơn đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, tạo cơ hội trúng tuyển cho các bạn học sinh giỏi. Thưa quý vị, trong thời gian qua, dư luận xã hội liên tục lên án những hành vi bạo lực trẻ con, bạo lực trong gia đình. Và nhiều bậc cha mẹ thì cho rằng là việc chúng ta giám sát con trong 24 trên 24 là điều cần thiết cho việc định hướng giáo dục và tránh con lầm đường lạc lối. Nhưng mà thực tế thì sự kiểm soát một cách quá là cực đoan có thể là dẫn đến những hậu quả khó lường, nhất là đối với trẻ em trong độ tuổi trưởng thành. Và nói về vấn đề này thì trang 17 của báo pháp luật Việt Nam đã có bài phân tích với tựa đề Giám sát cực đoan dễ đẩy con đến hành vi tiêu cực. Những ngày cuối năm với gia đình bé trai 13 tuổi ở Hà Nội trở nên bất hạnh bởi tấm thảm kịch vừa xảy ra với gia đình cậu bé. Do thời điểm dịch, ở nhà cậu bé thường xuyên lên mạng chơi game và bị bố mẹ la mắng do sao nhãn trong việc học hành. Sau đó, bố mẹ cậu bé quyết định lắp camera trong phòng con để giám sát mọi hành vi của con, mặc cho sự phản đối của con hôm ấy sau khi camera được lắp bé trai đã vào phòng vệ sinh nhưng mãi không thấy ra sau đó gia đình đã phá cửa xông vào thì phát hiện con trai đã thắt cổ bằng khăn quàng trong nhà tắm bằng kinh nghiệm cá nhân nhiều phụ huynh đã phân tích việc kiểm soát con bằng cách lắp camera trong phòng riêng giám sát nhất cử nhất động của con là không nên bởi trẻ con cũng có quyền riêng tư của chúng đặc biệt là với trẻ con đang trong độ tuổi trưởng thành thì việc bị xâm phạm quyền riêng tư một cách thô bạo kèm với thái độ cực đoan sẽ khiến cho trẻ nổi dậy phản kháng đẩy con trẻ đi đến những hành động tai hại như khép, khép kín hơn chống đối với gia đình bỏ nhà đi và thậm chí là hủy hoại bản thân và tự sát chính vì vậy cách giám sát con tốt nhất là giám sát một cách âm thầm lặng lẽ quan sát và nhìn nhận các diễn biến tâm lý, đổi thay trong hành xử cũng như tính cách của con để tìm ra nguyên nhân và giải pháp uống nắng. Vâng thưa quý vị, việc nuôi và dạy con thì chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Mỗi một độ tuổi thì trẻ lại có những cái sự phản kháng khác nhau và điều này thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự nhạy cảm của các ông bố bà mẹ trong việc nuôi dạy con của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với một thông tin nữa được đăng tải trên số báo ra ngày hôm nay trên trang 3 báo lao động với một bài viết với tiêu đề là tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp cho người lao động. Thưa quý vị, sau 2 năm không điều chỉnh lương tối thiểu, cuộc sống của người lao động càng thêm khó khăn. Theo các chuyên gia, nếu năm 2022 tiếp tục không tăng lương tối thiểu, mức tăng lương tối thiểu năm 2023 cần phải tính toán để bù đắp thiếu thốn của người lao động. Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Bộ Lao động Thương minh Xã hội có văn bản đề nghị chưa nhóm họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia để bàn về lương tối thiểu năm 2022 mà chuyển sang quý 1 năm 2022. Hiện chưa có quyết định nào về lương tối thiểu năm 2022 có điều chỉnh hay không. Nếu năm 2022 không tăng lương tối thiểu thì năm nay người lao động vẫn tiếp tục khó khăn. Như vậy lương tối thiểu của năm 2023 sẽ phải tăng tính toán sao cho bù đắp được cho người lao động phần của 3 năm không tăng lương tối thiểu, nhưng nếu mức tăng lương tối thiểu nhiều quá thì cũng dễ gây sốc. Làm chính sách, nhất là chính sách tiền lương phải có độ tăng phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, nếu sốc quá thì gây bất ổn cho quan hệ lao động. Đây là bài toán khó cần giải đáp. Thưa quý vị, một bài toán nữa đó chính là trong dịp cuối năm khi mà nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao thì các cơ quan chức năng cũng đang cố gắng để có thể là ngăn chặn được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và trên trang 6 của báo công thương cũng ghi nhận về vấn đề này với bài viết có tựa đề là quyết liệt ngăn chặn hàng giả hàng nhái. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ trong thị trường nội địa. Điển hình là hồi cuối tháng 12 năm 2021, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất thực phẩm Ích Khang, quận Long Biên, đã thu giữ gần 10.000 sản phẩm nước giải khát giấm táo, có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Khi bị bắt quả tang, thì người quản lý của công ty khai nhận sản phẩm được dự định đưa ra thị trường một số tỉnh gần Hà Nội để tiêu thụ trong dịp Tết. Hay mới đây, thì lực lượng quản lý thị trường Hải Dương cũng đã triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả tại xã Kinh Môn, thu giữ gần 2.700 sản phẩm thành phẩm cùng nhiều tăng vật khác nhận định tình hình buôn lậu hàng giả sẽ còn diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đáng 2022 và trong cả năm 2022, thì lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu lớn và không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đảm bảo ổn định thị trường.